Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yugi Travel. Và mình là Thương. Một số bạn nhắn tin hỏi mình là phải ăn gì trước khi tập yoga. Bởi vì thỉnh thoảng mấy bạn tập vào lớp buổi sáng sớm hoặc buổi chiều muộn thì bạn rất là bụng rụt tay chân, rất là đói quá, không có năng lượng để luyện tập. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người bữa sáng yêu thích của mình. Thực ra là bữa này có thể dùng vào bữa xế chiều luôn cũng được, trước khi mà bạn tập lớp buổi tối. Với cái bữa sáng này thì mình chỉ cần chuẩn bị trong vòng 5 phút thôi, rất là đơn giản, rất là dễ chuẩn bị. Và bạn có thể đóng vào một cái lọ như vậy và mang đi khắp mọi nơi. Nào mọi người cùng chuẩn bị bữa sáng trong vòng 5 phút với Thương thôi nha, mình bắt đầu thôi. Món này có tên là món yến mạch để qua đêm đó mọi người. Và để chuẩn bị món này mình cần một vài cái nguyên liệu như sau. Thứ nhất là bạn cần một ít hạt yến mạch, một ít hạt chia, một bát sữa chua, một ít nho, chuối, một cái hũ cho bạn cất trữ sau khi mà bạn làm xong. Thì rất là đơn giản, bạn dùng một cái tô, sau đó bạn bóc chuối, rồi dùng nĩa và nghiền nát chuối trong cái tô của mình. Bạn dùng cái nĩa bạn nghiền nát chuối ra. Chỉ cần làm nhuyễn ra thôi bạn. Sau đó mình cho yến mạch vào, trộn đều lên, rồi cho thêm hạt chia vào. Và cái cuối cùng nữa là bạn cho hết sữa chua vào, một bát sữa chua vào. Và bạn dùng nĩa bạn trộn đều lên. Bạn đừng làm cho nó đặc quá ha, nó hơi loạn loạn một chút. Tại vì chút xíu nữa mình để thêm nho, và lúc mà bạn để qua đêm á, thì nó sẽ nở ra nữa. Sau đó bạn cắt một ít nho và bạn trộn chung vào. Nếu mà bạn mua nho có hạt thì hãy tắt hạt ra nha, cho nó lúc ăn đỡ phải nhè hạt. Mình thường dùng cái sữa chua không đường, bởi vì cái vị ngọt trong chuối và vị ngọt của nho nó đã. Bạn có thể thay thế nho bằng dâu tây, mình cũng rất là thích trộn dâu tây chung với yến mạch. Rồi sau khi xong rồi bạn chỉ cần trộn đều lên. Lúc này bạn sẽ có một hỗn hợp nó hơi sệt sệt như vậy. Thường thì nếu mà bạn để quá nhiều yến mạch hoặc là bạn bỏ quá nhiều hạt chia mà nó hơi đặc thì bạn có thể cho thêm một chút xíu nước ha. Với mình như vậy là lúc nó nở ra nó sẽ hơi đặc nên mình sẽ cho thêm một chút xíu nước hoặc là sữa tươi cũng được bạn. Rồi vậy là mình đã trộn xong hỗn hợp. Bây giờ mình sẽ cho vào cái lọ này. Cái lọ này là lọ mình đựng mứt. Và sau khi dùng xong mứt rồi thì mình sử dụng lại để đựng yến mạch. Và với cái lọ này vì nó có một cái nắp rất là chắc, và sáng mai khi mà mình để vô tủ lạnh xong rồi á thì cái hỗn hợp này nó sẽ đông hơi đặc lại, cho nên nó không có bị đổ ra ngoài. Và cái nắp rất là chắc nên bạn có thể mang đi được. Nếu bạn tập yoga ở ngoài hoặc là bạn mang đi công ty, mang đi văn phòng, bạn cũng không có sợ nó bị đổ ra, nó bị trầy ra. Ôi vừa khít luôn. Và mình chỉ cần để nắp lại nữa là xong. Bạn hãy để cái hũ này vào tủ lạnh trong khoảng 4 tiếng là bạn có thể dùng được. Hoặc là bạn để tới sáng ngày mai rồi bạn ăn trước khi bạn tập yoga. Hoặc là bạn có thể để vào ba lô và mang đi tới phòng tập, bạn ăn sau khi bạn tập yoga. Hoặc là tới buổi chiều ngày hôm sau, hãy cất ở ngăn mát tủ lạnh tới chiều của ngày hôm sau, sau khi mà bạn tan sở và bạn
muốn ăn một chút xíu xế trước khi mình tập yoga đều được nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong cái video clip lần sau nha. Bye bye mọi người, nhớ bấm nút đăng ký, like và share video cho mình nha. Tạm biệt mọi người.